Em lịch đây, em lịch vào 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 rugby là luôn theo dõi thầy Hoàng Đông Anh và làm theo lời thầy Hoàng Đông Anh. Đó, làm những cái video theo thầy Hoàng Đông Anh. Vì vì thầy đã có những content rồi, chúng ta chỉ cần đọc theo cái content đó và làm ra những cái video. Đối với những các anh chị mới thì mình không cần phải viết ra những cái content hoặc là không cần phải có những cái kịch bản. Chỉ cần làm theo những kịch bản của thầy Hoàng Đông Anh thì khi đó các anh chị đã làm ra được những video chất lượng rồi các anh chị. Như hiện tại thì không biết các anh chị đã có bán hàng qua fanpage chưa, hoặc là bán hàng video qua fanpage, hoặc là video qua qua Facebook của mình chưa. Nhưng mà đa phần em Lịch bán hàng là qua 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 những từ những cái video của em Lịch đó. Những lúc em Lịch lười thì thôi, nhưng mà siêng á là làm video lên là chắc chắn có các anh chị, có khách hàng mua, có khách hàng nhắn tin, khách hàng gọi điện để mà mua đó. Thì không cần các anh chị phải làm những cái video mà quá chất lượng, quá cầu kỳ đâu. Em mình sẽ chia sẻ sơ cho các anh chị coi về cái một những cái video này của em Lịch, mà em Lịch cứ bán xuyên suốt một tháng, bán cũng được vài đơn từ từ cái trang bán hàng này. Em mình share cho anh chị coi sơ nha. Đây đây là trang bán hàng kem bôi Bollya của em Lịch. Đây là kem này hiện tại ở trên 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 fanpage là em Lịch đang bán được về hai fanpage, hai sản phẩm, đó là kem bôi Bollya và dầu gội củ bạc nha các anh chị. Đây các anh chị, đây chỉ là một cái video đơn giản thôi. Hay côn trùng cắn, quấy cái là lành đấy, sợ quá các mẹ à. Hâm tả, tràm sữa hay côn trùng cắn, quấy cái là lành đấy, là các mẹ có con nhỏ phản hồi khi dùng em Bollya nhà em. Ngày trước khi dùng mấy kem khác cả tuần cũng không chuyển biến nhiều. Tại sao? Tại vì Bollya nhà em là kem Bollya đa năng, sử dụng công nghệ phytosome. Đó các anh chị thấy không ạ? À? Đó là chỉ là những cái video mà đơn giản thôi, em mình không có làm cầu kỳ đâu các anh chị. Đó chỉ là video mà mình đây nè, hồi xưa là cái video này là lúc đó em Lịch mới làm mà chưa biết cách chỉnh sửa các anh chị, nhưng mà đã bán được rất nhiều cái sản phẩm Bollya này chị. Khi dùng em Bollya nhà đó, em. Cái video hồi nãy là chỉ là em Lịch sửa lại thôi, còn đây là video gốc rồi các anh chị. Hâm tả, tràm sữa hay côn trùng cắn, bôi cái là lành. Đấy là các cái này là em được vừa nhìn kịch bản mà vừa làm video luôn các anh chị. Đó, nhưng mà cũng đã chạy trên mạng rất là nhiều và cũng đã bán được hàng với các anh chị đó. Em định rất là lười làm, chỉ có vài cái video thôi các anh chị. Các anh chị thấy sao ạ? À? Video làm còn có dễ không ạ? À? Cũng như rồi thì bây giờ các anh chị ơi, bây giờ là cho nên là cái ý nghĩa mà để mình có cái được ý nghĩa mà để tạo được những cái video chất lượng á, thì là đơn giản là các anh chị sẽ bán được hàng. Nhưng mà các anh chị tin rằng không phải là bán được hàng, không phải là mình bán được hàng từ khi mà mình mới vừa đăng lên là mình đã có khách hàng đó các anh chị. Nên các anh chị hãy kiên nhẫn cũng như kiên trì, mình bán hàng thì phải khoảng có một khoảng thời gian là cái bài đăng của các anh chị nữa, video của anh chị phải đăng thường xuyên hàng ngày. Bây giờ giờ đăng của những cái bài đăng của thầy Hoàng Đông Anh có sẵn rồi á, các anh chị chỉ cần copy và đăng 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 trước những anh chị mới đó, chứ mình không phải nói những anh chị cũ nha. Những anh chị mới các anh chị sẽ copy bài đăng hoặc quay theo cái bài đăng đó và các anh chị đăng thường xuyên, thì em Lịch nghĩ cái phần tương tác của các anh chị trên mạng xã hội sẽ rất cao và các anh chị sẽ bán được hàng nha. Và cho nên vấn đề và là các anh chị phải quay video để chúng ta có sẵn những video để chúng ta đăng những lúc cần thiết ạ. À. Rồi bây giờ cho em Lịch hỏi các anh chị đã sẵn sàng để em Lịch có thể hỗ trợ cho các anh chị, hướng dẫn cho các anh chị làm những cái video nó đẹp hơn một tí, đẹp mắt hơn một tí để có thể cuốn hút và thu hút khách hàng chưa ạ? À? Rồi bây giờ em Lịch sẽ bắt đầu, các anh chị bắt đầu mở Canva và bắt đầu.
Anh xin lỗi các chị, mở cắt kết, mở phần mềm cắt kết để chúng ta có thể chuẩn bị tạo một cái video hấp dẫn hơn một xíu nha. Là chia sẻ nha. Các anh chị thấy chưa ạ? Đây là phần mềm cắt kết đây ạ. Các anh chị vào nha. Rồi sau đó các anh chị chọn dự án mới giúp em Lịch. Bây giờ mà bây giờ anh chị, các anh chị sẽ chọn một cái video nha. Các anh chị coi một cái video này, em Lịch cũng có làm sơ đây. Xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay em Lịch sẽ pha dì ruột tố để cho cả nhà mình xem nha. Mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 cốc dì ruột tố thì sẽ bổ sung dì ruột nè và các vitamin và khoáng chất, hạn chế quá trình oxy hóa, đào thải độc tố cũng như tất cả các cặn bã ra khỏi cơ thể nè, tăng cường hệ miễn dịch nè. Đó. Recording in progress. Và sau khi mà được uống một thời gian thì thấy da dễ được cải thiện nè, thì vòng eo thì thon gọn hơn bởi vì đào thải được cái lượng độc tố rất là nhiều. Thì mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 cốc là được nha cả nhà mình. Thì má cả nhà thấy mình uống chưa? Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Đó, đây là một cái video đơn giản em Lịch mới vừa làm để mà hiện tại bây giờ dịp lục tố cũng đang là một cái sản phẩm rất là hot ở trên kệ Droppy, cho nên là dùng sản phẩm rất là tốt cũng như là bán được rất là nhiều cho khách hàng, cho nên em Lịch làm sơ. Còn đây là cái video mà em Lịch chỉ quay để mình uống thôi, và sau đó em lồng tiếng vào. Các anh chị có thể lồng tiếng vào để mà mình tạo cho cái video đó, không cần các anh chị phải vừa quay vừa nói, các anh chị có thể quay bình thường rồi sau đó các anh chị lồng tiếng vào nha. Thì hôm nay em sẽ hỗ trợ các anh chị quay video và có lồng tiếng như thế này nhé. Rồi các đầu tiên các anh chị vào dự án mới giúp em Lịch nè. Đây là video gốc này các anh chị. Đó. Oh, sorry các anh chị, sao nó có nhạc rồi ta? Sorry các anh chị, sao cái video này là ghét nhạc mất tiêu à? À đây này, đây chính là video gốc nè các anh chị. Cái này là video gốc, nghĩa là mình chỉ quay mình uống một cách bình thường thôi. Rồi sau đó là mình sẽ làm tiếng vào nha các anh chị. Thì bây giờ để cho các anh chị có thể là mình tắt cái âm thanh, các cái âm thanh mà đã nó có sẵn ở trong đây nha các anh chị, các âm thanh đó. Thì bắt đầu tiên các anh chị bấm thêm vào giúp em Lịch. Sau đó các anh chị nhìn thấy cái chỗ mà cái màn hình không ạ, có chữ tắt âm thanh clip đó các anh chị. Đó, cái chỗ mà Lịch đi chuột vào, các anh chị có thấy không ạ? Tắt âm thanh clip. Các anh chị tắt âm thanh clip nó ở trên cái mà thanh dọc, thanh ngang đó các anh chị. Đó, cái chỗ mà Lịch kéo nó sẽ ở đầu tiên. Các anh chị tắt âm thanh clip giúp em Lịch nha, rồi các anh chị tải về để nó mất. Rồi sau đó các anh chị sẽ làm tiếp để chúc mừng anh chị lồng tiếng, chứ không tắt âm thanh clip là anh chị lồng tiếng nó không có được. Đó, đầu tiên các anh chị tắt âm thanh clip giúp em Lịch đi. Còn nếu như mà lúc anh chị quay không có âm thanh gì thì không cần. Rồi, đó. Nó sẽ vào phần cái album của các anh chị. Đó. Rồi. Nãy mình quên xóa cái cấp kết. Rồi. Rồi các anh chị lại vào một dự án mới nha. Đó. Và cái phần mà anh chị vừa mới cắt cái âm thanh đó. Sorry các anh chị. Đây. Xin chào cả nhà mình. Ôi em xin lỗi các anh chị nha, sao mà nó đây đây là cái âm thanh mà Lịch mới vừa vừa
vừa tắt tiếng rồi các anh chị. 47 giây mà sao nó lại chưa hiện qua góc kết thôi. Ở đây đó, bây giờ các anh chị vào lại giúp em lịch nha. Sau đây các anh chị vào dự án mới đây các anh chị, sau đó các anh chị vào cái video mà các anh chị vừa mới tắt tiếng nha. Đó, đây à, đây là video các anh chị tắt tiếng này, thì là bắt đầu là các anh chị sẽ bắt đầu lồng tiếng cho cái video này nha các anh chị. Em sẽ hướng dẫn một lần, chút nữa em sẽ coi lại comment với những anh chị nào mà chưa rõ thì em sẽ hướng dẫn lại sau nha. Bây giờ các anh chị cứ theo dõi nha. Đó. Rồi. Đây nha các anh chị. Rồi bây giờ để mà lồng tiếng được cho cái video này thì các anh chị có thể vào giúp đây với em lịch vào chỗ phần âm thanh đây các anh chị. Cái âm thanh này, sau đó là các anh chị nhấn, thấy các anh chị thấy trên màn hình chưa? Em lịch làm lại nha. Bắt đầu nhìn vào cuối cái màn hình điện thoại mình á, có chữ chỉnh sửa âm thanh văn bản nhãn dán lớp phủ đây các anh chị. Thì các anh chị nhấn vào chữ âm thanh giúp em lịch. Sau đó nó sẽ hiện lên chữ âm thanh hiệu ứng đã trích xuất và bản ghi âm. Thì các anh chị nhấn vào chữ bản ghi âm giúp em lịch. Đó, các anh chị thấy màn hình hiện lên chưa ạ? Sau đó các anh chị sẽ dùng ngón cái, mình sẽ giữ vào cái nút âm thanh đó ạ. Và bắt đầu mình lầm tiếng. Bây giờ em lịch sẽ lầm tiếng sơ cho các anh chị xem nha. Các anh chị có thể nói đơn giản được. Rồi, xin chào các anh chị. Ngày hôm nay em lịch sẽ cùng uống dịp lục tố với anh chị nha. Rồi bây giờ các em lịch sẽ thêm khoảng 5ml vào trong cốc nước từ ngày uống mỗi ngày, mà em lịch uống từ 2 đến 3 cốc dịp lục tố mỗi ngày, thì sau một thời gian em lịch uống thì da dẻ cảm thấy hồng hào và bụng thì thon gọn hẳn ra. Vì sao ạ? Vì trong dịp lục tố nè, trong dịp lục tố này nó bổ sung rất là nhiều dịp lục và vitamin và khoáng chất nè, đào thải độc tố cũng như là cặn bã trong cơ thể mình ra hết nè, tăng cường bảo vệ sức khỏe cũng như là chống cái hạn chế các chất oxy hóa và các bệnh mãn tính nữa các anh chị. Rồi các anh chị hãy cùng thử một ly dịp lục tố cùng với lịch nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi các anh chị thấy chưa ạ? Em chỉ làm đơn giản cho các anh chị xem, các anh chị nghe lại thử. Này em, các anh chị khi mà lồng tiếng thì các anh chị thấy sao ạ? Nó sẽ có một cái hàng lồng tiếng ở dưới đây, nhưng mà bây giờ em lịch đang ở trên Zoom, em lịch đang mở màn hình chia sẻ cho nên là nãy giờ em lịch ghi âm thì sẽ không nghe được nè. Khi nào mà khi em lịch tắt cái phần chia sẻ này em lịch mới nghe được. Các anh chị thấy khi em lịch lồng tiếng là các anh chị thấy nguyên có một cái dòng âm thanh của lồng tiếng này, chữ lồng tiếng một này, các anh chị thấy chưa ạ? Kết thúc sau cái buổi Zoom này thì em lịch sẽ có được cái phần mà nãy giờ em lịch ghi âm đó. Các anh chị thấy thế nào ạ? Rất là đơn giản phải không ạ? Bây giờ em lịch mở thì nó không nghe được. Rồi, thì bây giờ nếu như mà các anh chị có thể lầm tiếng, anh chị thấy mình lầm tiếng rào rồi đúng không ạ? Và bắt đầu mà muốn cho mình sẽ có một cái âm thanh nhẹ nhàng và du dương ở trong cái video của mình, thì các anh chị tiếp tục trở lại màn hình và vào phần âm thanh, cái chỗ phần chỉnh sửa có cái kéo đây các anh chị, có âm thanh đây nha. Đó, giống như lần nãy, nhưng mà vào được âm thanh đây thì cũng có được âm thanh hiệu ứng đã trích xuất vào bản ghi âm, thì các anh chị nhắn giúp em đó. Sau đó anh Rồi, thì bây giờ các anh chị thêm những cái âm thanh du dương vào, các anh chị có thể bấm vào chữ âm thanh đây nha. Đó, sau đó các anh chị chọn phần âm thanh, chọn phần tươi mới ra giúp mình có cái bài này. Đó, các anh chị bấm vào nút này chọn. Đó, các anh chị thấy nghe nhạc chưa? Nhưng mà các anh chị để giúp em cái phần âm thanh này, các anh chị phải chọn nhỏ âm lượng lại chứ đừng để nó to quá hơn cái phần lồng tiếng của mình nha các anh chị. Đó. Sau đó các anh chị bấm vậy. Muốn chỉnh, muốn sửa gì các anh chị phải bấm vào cái phần mà mình sử dụng nè. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái chỗ mà âm thanh lên được mới thêm. Đó, các anh chị thấy cái nút trắng chưa?
khi đó các anh chị mới có thể chỉnh sửa được nó. Đó, sau đó các anh chị chọn âm lượng, các anh chị chọn về mức khoảng 30 giúp em được thôi. Rồi, các anh chị bấm lưu lại. Ở đây thì các anh chị có, nếu mà các anh chị muốn đơn giản thì các anh chị có thể là thêm cái số điện thoại của các anh chị vào đây nha. Văn bản, mẫu văn bản. Đó, các anh chị vào phần văn bản giúp em Lịch, sẽ chọn cái phần mẫu văn bản và bấm cái số điện thoại của mình lên đây. Và các anh chị để ý là mình sẽ kéo hết cái phần video vào đây. Và cuối cùng nha các anh chị, đó, các anh chị thấy chưa, đơn giản đúng không các anh chị? Đây là cơ bản là các anh chị đã hoàn thành một cái video rồi các anh chị. Và sau đó các anh chị sẽ nhắm tải về, có cái nút mũi tên đi lên ở trên đầu phía màn hình của bên phải là các anh chị nắm tải về giúp em Lịch. Đó là như là các anh chị đã hoàn thành xong một cái video rồi các anh chị. Rồi có anh chị nào vướng ở chỗ nào không ạ? À? Chị cách đăng video lên Facebook sẽ bị hạn chế không? Dạ vâng ạ, chút nữa xem mình sẽ hỗ trợ đăng lên Facebook nha. Hướng dẫn lại lần nữa. Ok bạn, mình sẽ hướng dẫn lại một tí. Đó, bây giờ sau khi cái video mình xong rồi thì nó sẽ nhận về đây là các anh chị. Nó sẽ về đây, nhưng mà vấn đề là nó không có tiếng, bởi vì cái phần lồng tiếng nha. Như cái bài này là em đã lồng tiếng rồi. Xin chào. Thì ngày hôm nay em là sẽ pha dịp lục tốt. Các anh chị thấy không? Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các anh chị là mình sẽ lồng ghép những cái hình ảnh sản phẩm vào như em Lịch được không ạ? À? Bây giờ em sẽ hướng dẫn lại video mà lồng ghép ảnh lại nha. Rồi, bây giờ bắt đầu thì em Lịch sẽ bắt đầu vào dự án mới lại, các anh chị vào dự án mới lại giúp em Lịch nha. Rồi, thì mình sẽ chọn cái video mà mình đã à xin lỗi, hồi nãy cái phần này nè các anh chị, em Lịch hướng dẫn lại một tí. Cái video này các anh chị thấy tự nhiên á, dựng mới là các anh chị thấy không ạ? Có những video của em là video gốc của em Lịch có 45 giây thôi, 45-47 giây thôi, nhưng mà cái video cuối cùng khi em Lịch thêm âm thanh vào là 1:59 nè các anh chị. Bởi vì lý do ở đây nè, các anh chị nhắc vào cho em Lịch xem. Không được, bây giờ các anh chị phải qua cấp kết mới sửa được. Đây nè, 1:59 nè các anh chị. Đó, bởi vì sao ạ? Cái phần bộ chỗ phần âm thanh á là các anh chị để nó quá dài theo cái nhạc, nhưng mà không theo cái video của mình nè. Các anh chị nhìn em Lịch thấy không ạ? Nó rất là dài so với lại cái video của mình, nên các anh chị bấm vào cho em Lịch, sau đó các anh chị kéo ngắn lại nha. Rất là quan trọng chỗ này các anh chị, chứ đừng để mà mình cứ thêm nhạc vào mà nó lại rất là dài. Video mình nó rất là dài so với lại cái video gốc. Các anh chị xóa cái phần cáp kết phía sau. Đó, thì bây giờ các anh chị nhìn ở chỗ đây là nó chỉ có 47 giây lại thôi. Sau đó chúng ta bấm tải về lại nha các anh chị. Đó,
là xong, là xong nha các anh chị. Các anh chị tải về nó sẽ về cái bộ sưu tập hình ảnh của các anh chị á. Rồi ok. Rồi bây giờ á là em sẽ hỗ trợ hướng dẫn lại cho các anh chị một lần nữa nha, từ đầu nha. Nhưng mà các anh chị, em sẽ ghép hình vào cho các anh chị. Bắt đầu các anh chị vào dự án mới nha. Đó, các anh chị sẽ chọn một cái video clip mà đã tắt âm thanh clip làm tiếng nữa. Mình làm nhiều quá đó, không biết cái nào mình đang nói. Thôi cái video này đây các anh chị nha. Rồi thì bây giờ để mà chúng ta có thể ghép hình ảnh lại thì các anh chị phải định dạng màn hình nó nhỏ hơn một tí giúp em Lịch nha. Đó, bây giờ các anh chị nhìn dưới dòng cuối cùng màn hình giúp em Lịch là chỉnh sửa nè, âm thanh nè, văn bản, nhãn dán, lớp phủ, hiệu ứng, bộ lọc và định dạng. Các anh chị nhấn vào định dạng giúp em Lịch, sau đó các anh chị chọn giúp em Lịch là định dạng 4.3 giúp em Lịch. 4.3 giúp em Lịch nha. Đó, các anh chị sẽ dùng ngón tay cái của mình kéo cái hình ảnh của mình. Dùng ngón tay cái kéo hình ảnh qua bên phía tay trái một chút. Đó, các anh chị thấy chưa? Có thể phóng to nó lên một tí. Rồi. Đó, các anh chị thấy màn hình của mình nó sẽ ở một bên chưa các anh chị? Rồi, sau đó là các anh chị thêm nhìn vào cũng ở dưới đó luôn. Bây giờ bắt đầu em được hướng dẫn mình là thêm hình ảnh vào. Thì các anh chị nhìn ở dưới bằng hàng cuối cùng luôn, chỉnh sửa âm thanh, văn bản, nhãn dán, lớp phủ. Các anh chị chọn cho em là chữ lớp phủ, thêm lớp phủ. Sau đó các anh chị sẽ qua phần hình ảnh. Em được chọn hình ảnh nha các anh chị. Rồi, thì các anh chị sẽ chọn cho em được cái hình của Diệp Lục nha. Đây. Các anh chị có thể chỉnh mình như thế nào để tùy ý nè. Mình có thể phóng to, phóng nhỏ cái hình này lên. Nhưng mà khi các anh chị phóng nhỏ lại dài á thì nó lại không đẹp lắm đúng không chị? Nhưng mà em là chị muốn lấy cái hình gì bực tối. Các anh chị dùng hai ngón cái của mình di chuyển cái hình là được nha các anh chị. Đó. Đó, đúng không ạ? Các anh chị có thể bỏ vào chỗ đây. Đó. Các anh chị thấy chưa ạ? Các anh chị cứ dùng hai ngón tay mình chỉnh sửa sao cho mình cảm thấy phù hợp là được. Đó, các anh chị thấy chưa? Mình sẽ có một cái hình ảnh nó ở bên cạnh như thế này. Cái này xin lỗi các anh chị, nó bị mất cái lồng tiếng. Cái lồng tiếng em là cái hình em đã chỉnh sửa rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta có thể, các anh chị nhìn xuống cái hình của trai Diệp Lục Tố này. Nó rất là ngắn luôn các anh chị nè, mọi người xem. Đó, nó sẽ tắt. Cái nó sẽ bị đen mất cái phần đó. Nên các anh chị phải dùng ngón tay cái, các anh chị kéo giúp em Lịch đến phần các anh chị mong muốn nha. Đó, đến phần đây đi. Rồi sau đó mình sẽ có cái phần. Đó, cũng được. Rồi sau đó là các anh chị sẽ thêm một cái hình khác vào. Các anh chị nhấn cái nút back về đi. Đó, các anh chị vào lại lớp phủ nha. Và lại lớp phủ với em Lịch. Đó, các anh chị thấy chưa? Để hai cái dòng trên với dòng dưới với em Lịch. Rồi sau các anh chị ngưng ở chỗ đây nè. Các anh chị muốn ví dụ như là cái phần chỗ đó là nó sẽ hướng dẫn là Diệp Lục Tố nó bổ sung cái gì đó. Thì các anh chị có thể thêm lớp phủ tiếp. Mình sẽ thêm một cái hình ảnh mình mong muốn đúng không các anh chị?
ví dụ như công dụng tuyệt vời đi. Đó. Các anh chị thấy không ạ? Và em địch muốn cho cái màn công dụng tuyệt vời của diệp lục này nó to ra, nó che luôn cái màn hình của mình á, che luôn cái màn cái hình mình đang nói, không cần phải nói cũng được. Đó, các anh chị có thể là nhấn vào, nhấn hình và tay vào cái màn hình và các anh chị phóng to ra. Sau đó nó sẽ che mất luôn cái hình của em địch này, các anh chị thấy chưa? Đó. Rồi các anh chị có thể kéo hết xuống màn hình. Các anh chị để ý cái dây của mình nè. Đó, mình nói cái này phụ thuộc vào cái chỗ mà anh các anh chị nói tới đâu nha. Các anh chị sẽ kéo cái màn hình nó phù hợp với cách anh chị nói. Cái chỗ đây là em mình sẽ nói diệp lục tố bổ sung nhiều lục tố và vitamin nè, nó làm hạn chế cái quá trình oxy hóa hay là tăng cường các bệnh rồi nè. Đó. Đó các anh chị nè, hoặc là các anh chị có thể là bỏ cái hình khác vào, cái hình giống như em lịch hồi nãy có làm hình đây. Các anh chị bấm vào cái đó và anh chị xóa, và có thể thêm cái lớp phủ giống như cái em lịch làm như hồi nãy là cái lớp phủ đây. Cái này thì nó đúng với lại cái video em mình nói hơn là đào thải độc tố này, bổ sung diệp lục, tăng cường khả năng miễn dịch nha các anh chị. Đó, và các chị kéo đến cái chỗ nào, cái phần mà anh chị lồng tiếng nó nói đến là cái vấn đề mà làm độc da, thải độc tố nha các anh chị. Đó, ví dụ như vậy, các anh chị dừng tới cái chỗ mà các anh chị nói đi. Thì em, rồi sau đó là mình có thể thêm những cái hình ảnh khác về cái giống như anh chị đang giảm cân đi. Thì các anh chị tiếp tục vào thêm lớp phủ nè. Các anh chị vào cái hình nào mà các anh chị lúc mập lúc ốm thì các anh chị thêm vào, hoặc là lúc đẹp da lúc da xấu đó thì các anh chị sẽ thêm vào nha. Ví dụ như em sẽ thêm vào cái hình lúc mình bụng bự nè, mập nè đó. Các anh chị nhớ là thu dùng hai ngón tay cái của mình đó, là thu nhỏ cái hình ảnh lại hoặc là phóng to lên tùy các anh chị nha. Cái này là em sẽ làm phóng nhỏ lại đây. Rồi tiếp tục thêm lớp phủ nữa là thêm cái hình ảnh, dù khi mà uống diệp lục tố ra là em lịch sẽ cái bụng của mình thon gọn hơn rất là nhiều rồi đó. Các anh chị có thể thêm vào, các anh chị dùng hai ngón tay của mình nhấn nhỏ lại đó, các anh chị thấy chưa ạ? Và các anh chị đó, và còn các anh chị muốn mà thêm nhãn dán vào á thì các anh chị có thể là thêm nhãn dán vào giúp em lịch nè. Đó, bấm vào phần nhãn dán nha các anh chị. Có thể chỉnh sửa âm thanh văn bản nhãn dán nè. Các anh chị chọn nhãn dán nè. Ở trong đây có rất là nhiều. Đó, các anh chị sẽ kéo, chọn cái hình mũi tên thêm vào cho nó sinh động nè. Các anh chị thu nhỏ lại cái à, các anh chị thấy chưa ạ? Đó, thì cũng đơn giản vậy thôi. Rồi em lập mở lại cho các anh chị xem thử nha. Cái chỗ các anh chị để ý là do cái phần video mình chưa kéo nè, cái phần mà hai cái hình ốm và mập đó là mình chưa kéo đó, các anh chị phải kéo ra.
Rồi, cái chỗ này thì các anh chị có thể tắt ra để mình đưa cái màn hình. Các chị vào bấm vào phần chỉnh sửa giúp em Lịch nha. Sau các anh chị bấm tắt ra thì để cái chỗ phần này nó tắt riêng ra, các anh chị có thể là di chuyển nó vào giữa màn hình thì mình kết thúc cho đẹp hơn. Đó, rồi sau đó các anh chị bấm tải về thôi các anh chị. Đó, là sẽ xong giống như là phần của em Lịch. Đó, rồi bây giờ em Lịch sẽ mở lại cho lại cái mà mình đã hoàn thành đây các anh chị. Các anh chị xem lại một xíu nha. Chào cả nhà mình, thì ngày hôm nay em Lịch sẽ pha dịp lục tố để cho cả nhà mình xem nha. Mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 cốc dịp lục tố thì sẽ bổ sung dịp lục nè và các vitamin và khoáng chất, hạn chế quá trình oxy hóa, đào thải độc tố cũng như tất cả các cặn bã ra khỏi cơ thể nè, tăng cường hệ miễn dịch nè. Đó, các anh chị hãy xem mình uống nha. Và sau khi mà được uống một thời gian thì thấy da dẻ được cải thiện nè, thì vòng eo thì thon gọn hơn bởi vì đào thải được cái lượng độc tố rất là nhiều. Thì mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 cốc là được nha cả nhà mình. Thì má cả nhà thấy mình uống chưa? Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Rồi các anh chị đã thấy một cái video mà em Lịch đã hoàn thiện rồi. Tuy nó không được tốt, không được hai chất lượng, nhưng mà mình sẽ làm mỗi ngày thì sẽ nó hoàn thiện hơn như cả nhà. Ở đây em Lịch trên tinh thần là chia sẻ cho các anh chị biết thôi, chứ còn cái phần video em Lịch vẫn làm chưa tốt như các anh chị. Bây giờ em Lịch sẽ đọc comment và các em Lịch sẽ câu hỏi hỗ là trở lại cho các anh chị nha. Nếu như mà bạn muốn hướng đoạn tiếng riêng á, đoạn tiếng riêng thì bạn chỉ cần cái phần tắt cái đoạn đó ra, sau đó bạn sẽ thêm âm thanh vào cái phần tắt của mình là được bạn. Giống như hồi nãy em Lịch tắt ra, sau đó là em Lịch kéo cái màn hình ra chính giữa đó. Kéo cái video ra chính giữa thì bạn chỉ cần tắt ra và thêm tiếng khác vào thôi. Trong quá trình mà làm một nửa hình với một video á, là em Lịch sẽ muốn thêm chữ vào video, đúng rồi. Em Lịch sẽ làm bắt đầu bây giờ, em Lịch sẽ chỉnh hỗ trợ lại mình là một nửa hình ảnh và một nửa sản phẩm nha, và thêm chữ vào video. Bắt đầu anh chị vào dự án mới giúp em Lịch nè. Anh chị qua chọn phần video. Video thì các anh chị sẽ chọn một video nha. Rồi chị nhớ giúp em là bây giờ cái chỗ đây là để mình có thể là một nửa âm thanh, một nửa hình ảnh video sản phẩm và một nửa hình ảnh, một nửa là video và một nửa là hình ảnh sản phẩm nha. Chị chọn giúp em là chỗ phần định dạng. Định dạng nó nằm ở chỗ đây à. Phần chỉnh sửa nè, chị để ý phần chỉnh sửa nè, dòng cuối cùng của cái màn hình điện thoại á, chỉnh sửa âm thanh, văn bản, nhãn dán, lớp phủ, hiệu ứng, bộ lọc và định dạng. Thì các anh chị có thể chọn giúp em Lịch chữ định dạng nha. Dạng đây. Rồi sau đó các anh chị nhắn giúp em Lịch là chữ định dạng 4.3. Định dạng 4.3. Sau đó các anh chị kè dùng tay kéo nó qua một bên. Các anh chị thấy chưa? Kéo qua một bên. Sau đó là chị mới chọn giúp em là phần lớp phủ. Chọn lớp phủ. Sau đó là mình sẽ chọn sau đó mình sẽ chọn cái phần hà sao nè. Đâu anh đã mặn đi tắt mic bớt nè. Đó, mình sẽ chọn hình ảnh sản phẩm như thế này nha chị. Và chị nhớ là hình ảnh sản phẩm á, là chị nhớ là để ý là khi mà chị mở là chị phải kéo cái hình ảnh sản phẩm đến cái chỗ mà chị cần nó nha. Mình chỉ nhắn vào cái phần hình ảnh mình thêm, sau đó mình kéo dài ra. Đó, kéo dài đến cái chỗ này trong cái video mà chị nói.
Chị Đàm Dung tắt mic đi, chị Đàm Dung. Rồi, đó thì đây là phần mình thêm vào hình ảnh nha. Còn mà hồi nãy bạn nói mình thêm chữ vào video đúng không ạ? À? Đây. Cái này ví dụ như là vào phần bằng chữ á. Chữ là ý của bạn muốn hỏi là chữ để mình giống như là mình làm thông điệp cho sản phẩm đúng không ạ? Ví dụ như đây. Đó, mình đang ở đang như thế này đúng không ạ? Mình muốn thêm những cái dòng chữ vào thì mình sẽ thêm như thế này. Cho một cái video hoàn chỉnh. Mình sẽ thêm video, ví dụ như bạn muốn lồng tiếng cho cái video này, ví dụ như bạn sẽ chọn phần văn bản nè, cái phần chào này mình bỏ qua đúng không nè, đó không, cái chọn video này nó xấu quá. Xin chào cả nhà mình đó. Xin chào cả nhà mình, thì ngày hôm nay em là sẽ pha dịp lục tố được. Đó, ví dụ như bây giờ mình muốn cho mọi người biết được đây là chai dịp lục tố đúng không? Thì mình có thể thêm phần văn bản này vào. Sau đó bạn chọn chối chữ nè, chỉnh sửa âm thanh văn bản, chữ T á, bấm chữ T, sau đó mình bấm thêm chữ. Ví dụ như là mình sẽ bấm chỗ đây là dịp lục tố. Dịp lục TH. Hồi nãy mình đọc là dịp lục tố thì mình thêm dịp lục tố. Đó. Đúng không ạ? Dịp lục tố để cho cả nhà mình xem nha. Mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 cốc. Đó. Dịp lục tố thì sẽ bổ sung dịp lục nè và các. Đó. Nếu như bạn không muốn thêm chữ thì cứ tiếp tục, ví dụ chỗ này không làm cái hình ảnh thì mình có thể thêm chữ vào để mình lồng tiếng cho cái video y như thế này nha. Đó, cái chỗ nào bạn muốn thêm thì mình cứ tiếp tục mình thêm vô thôi. Đó. Tại vì cái này là mình có một cái hình ảnh rồi cho nên mình không cần nữa. Đó, rồi, như vậy là xong thôi. Mình thêm dùng lục tố, mình kéo ra một tí cũng được. Mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 cốc dịp lục tố thì sẽ bổ sung dịp lục nè và các. Đó, mình thêm như vậy thôi nha. Thêm chữ vào thôi. Còn bây giờ ví dụ như em sẽ hỗ trợ thêm các anh chị và Hoàng Mơ, hồi nãy mình mới vừa thêm cái chỗ bằng hướng dẫn lại, bằng thêm chai dịp lục đó, bạn thấy được chưa ạ? Nãy giờ mình đang hỏi là cách thêm hình vào. Có chứ, bắt đầu mình sẽ vào Canva, mình sẽ chỉnh sửa cho các bạn một xíu nha. Rồi, bắt đầu như bây giờ là sau khi mình đã có một cái video hoàn chỉnh như vậy. Hồi nãy... À, hồi nãy mình lên cái này đi. Rồi mình đã có một video hoàn chỉnh mà có sự thêm chữ dịp lục tố thôi rồi. Đó, bắt đầu mình sẽ thoát ra các anh chị và mình vào Canva nha. Là em lịch sẽ thêm những cái hàng chữ màu đỏ hoặc là màu vàng ở trên cái màn hình để mình thêm sinh động, thêm như thêm cái video của mình. Các anh chị có thể vào phần Canva giúp em lịch đây. Đó, thì mình có thể thêm vào những cái video như thế này, hình ảnh như thế này nè các anh chị đó. Hey.
Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Có rất là nhiều anh chị em hỏi lịch là ai nên uống VOC. Mình sẽ hướng dẫn cái video như thế này nha. Mình sẽ thêm cái dòng chữ, hai cái hàng chữ ở trên đó. Thì bắt đầu là mình sẽ, và các anh chị thêm chút là thêm dấu cộng nha. Anh chị chọn video chứ lịch. Cái video mình mới làm cuối cùng đây. Các anh chị không vào dấu cộng lại giúp em lịch nha. Sau các anh chị chọn phần video ở dưới đây. Rồi các anh chị sẽ chọn xong cái thư viện của các anh chị. Các anh chị thêm vào trang. Xin chào cả nhà mình, thì ngày hôm nay em lịch sẽ pha dịp ruột tố để cho cả nhà mình xem nha. Mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 cốc dịp ruột tố thì sẽ bổ sung dịp lục nè và các vitamin và khoáng chất, hạn chế quá trình oxy hóa, đào thải độc tố cũng như tất cả các cặn bã ra khỏi cơ thể nè, tăng cường hệ miễn dịch nè. Đó, các anh chị hãy... Rồi. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu thêm cái dòng chữ đỏ vào cho các anh chị nha. Thêm, các anh chị bắt đầu có, các anh chị dòng nhìn dấu cộng này ở bên cái góc hàng cuối cùng của điện thoại mình màu tím á, bên phía tay trái này các anh chị bấm dấu cộng vào. Thì các anh chị nhìn giúp em lịch là có chữ mẫu này, thành phần này, thư viện đúng không ạ? Thư viện để mình nhắm vào, bây giờ mình chọn chữ thành phần. Sau đó anh chị chọn cái chữ đường kẻ và hình dạng giúp em lịch, các anh chị chọn hình vuông. Các anh chị thấy cái màu xanh không? Nó sẽ thích tự cho các anh chị ra màu gì đây. Đó là xe theo cái video của các anh chị. Rồi, anh chị bấm thêm tiếp luôn đi cũng được. Rồi, anh chị thấy chưa ạ? Nó sẽ có màu xanh, còn nếu anh chị muốn đổi thành màu đỏ thì nó sẽ ra màu đỏ đây. Mình sẽ đổi thành màu đỏ cho nó nổi. Rồi, sau đó là các anh chị cũng bấm vào dấu cộng giúp em lịch đây. Và bấm chữ thành phần. Và sau đó là mình... em xin lỗi. Mình chọn vào chữ văn bản chứ ạ. Bấm chữ thêm tiêu đề. Đó. Thêm tiêu đề. Mình kéo cái tiêu đề lên đây. Đó. Các anh chị bấm chữ cỡ chữ cho nó nhỏ lại một tí. Rồi. Các anh chị sửa. Bấm sửa. Thì mình ở đây là mình mới ghi là thế nào ạ? À, dịp lục TH heo hoặc là dịp tục tố nè. Anh chị viết in cho nó đẹp nha. Dịp lục tố. Các anh chị nhìn thấy chữ nét đậm nét nhạt nó rất là xấu, rất là khó đọc. Cho nên là mình sẽ chỉnh phông chữ cho nó. Từ đây cũng được đây. Đó. Rồi,
các anh chị chọn cái màu cho nó giúp em lịch. Mình sẽ chọn màu vàng đi. Ừ. Cho chữ nhỏ lại một tí. Đó, các anh chị thấy chưa ạ? À? Bắt đầu mình có thể copy xuống dưới đây. Và dưới này mình sẽ, các anh chị muốn ghi cho nó những USB của sản phẩm như thế này thì ghi thế nào thì các anh chị cứ thoải mái ghi. Ví dụ như là đào thải độc tố. Đó, chẳng hạn. Rồi. Rồi sau đó là các anh chị muốn thêm số điện thoại của mình ở dưới thì các anh chị có thể thêm bằng cách là các anh chị giúp em lịch nhắn dấu cộng để mình thêm cái hàng văn bản khác. Nó sẽ là tiêu đề phụ đi. Đó. Chữ nó sẽ nhỏ hơn qua đây. Các anh chị có thể là ghi là chữ tư vấn. Đó các anh chị, nó thấy dài quá thì các anh chị cho cỡ chữ nó nhỏ lại. Các anh chị để ý ở dưới là có, khi anh chị nhắn vào những cái đó là ở dưới là nó đều có chữ sửa này, phông chữ và cỡ chữ và màu đó các anh chị. Các anh chị có thể chỉnh màu trắng cho nó đẹp. Rồi. Đó các anh chị thấy chưa ạ? Rồi, và sau đó là xong rồi đó các anh chị, mình bấm lưu về thôi, tải về, bấm nhớ mũi trên lên và sau đó các anh chị bấm tải xuống. Đó, như vậy là chúng ta là đã tải xong rồi đó các anh chị. Đã lưu vào thư viện rồi. Đó, như vậy là cơ bản là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần chỉnh sửa qua các cớp và chỉnh sửa qua Canva. Thì các anh chị có câu hỏi nào thêm không ạ? Các anh chị nào có câu hỏi gì em mình sẽ hỗ trợ lại. Vào Canva bắt đầu. À, vào Canva thì bắt đầu là mình vào để mình làm lại nha. Cái chỗ Canva đây. Bắt đầu anh chị vào Canva. Canva thì các anh chị có thể thêm giúp em chỗ dấu cộng màu tím đây nè các bạn. Dấu cộng màu tím đây. Bên phía góc phải ở dưới cuối cùng màn hình á, thêm dấu cộng vào. Sau đó là ở trên đây là nó có tất cả các hình ảnh nè. Quay pin của bạn, ảnh ghép video nè. Đó, các bạn có thể chọn là video nha. Đó, mình có thể chọn video rồi sau đó là từ video đó là nhìn xuống dưới cuối của dòng chữ á. Dòng chữ của màn hình là có chữ mẫu này, thành phần thư viện, tải lên thì chọn từ thư viện đây. Thư viện, rồi sau đó là mình sẽ chọn cái video mà mình cần chỉnh. Sau đó mình nhắc vào mình chỉ thêm vào trang. Xin chào cả nhà mình, thì ngày hôm nay em thêm vào. Xin chào cả nhà mình. Thêm vào trang, sau đó là mình mới bắt đầu có một cái dấu cộng tím bên cạnh nữa là mình muốn thêm cái gì đây thì mình nhắn chữ thêm và chọn chữ thành phần. Và chọn cái chỗ đường kẻ và hình dạng. Đó. Là nó sẽ lên cho các bạn đây. Được chưa ạ? Đúng rồi, mình phải tải về Canva về nha, Trịnh Thị Thuận.
vào dùng, mình cứ tải phần mềm về như tất cả các bạn nhắn thì Canva là tải về được thôi, và đăng ký cái tài khoản của mình. Bây giờ ai có câu hỏi gì nữa không ạ? À? Có ai nãy giờ có ai có câu hỏi gì mà muốn hỏi Lịch không, hoặc là bây giờ Lịch sẽ dành cho một câu hỏi cho mọi người nữa. Có ai có hỏi câu hỏi gì không ạ? À? Bây giờ cũng đến lúc Lịch đi làm và chở con đi học á. À, Bùi Thị Màu hướng dẫn lại chỗ mà mình cắt video, cái chỗ mà mình tắt á, mình tắt đúng không? Mình tắt video đúng không ạ? À? Mình tắt video chỗ này nha. Cắt kết nè, bạn chọn dự án mới. Đó, ví dụ như bây giờ mình muốn tắt cái chỗ bằng video này nè, tắt thì các bạn một ví dụ như giờ là đây là cái đoạn đầu tiên của thịt đó, mình muốn tắt chỗ này ra để mình làm cái gì đó thì mình nhấn lại dừng lại, sau đó chỉnh sửa, bấm phần tắt đó, tắt ra thì nó là sẽ tắt được đây, nó sẽ tắt riêng ra hai cái, một là bạn muốn chỉnh sửa nào ở trên cái tắt này nè, thêm hay là tất cả làm cái gì cũng được, hoặc là muốn xóa đi cũng được luôn, có xóa thì có chữ xóa nè, còn muốn chỉnh sửa gì thì mình có thể chỉnh sửa ở trên cái phần tắt này. Ví dụ như tắt này mình có thể thêm hình ảnh hay là cái gì vô đây, thêm chỉnh sửa phần khác so với những cái phần mình không tắt nha. Rồi. Oh sorry, hình như là không có chia sẻ màn hình nên không thấy được rồi. Bây giờ cái chỗ mà phần cắt video thì hỗ trợ lại nha. Đây ví dụ như là bây giờ ví dụ như đây là một đoạn video của Lịch. Các anh chị muốn mình chỉnh phần cái, mình muốn tắt cái phần đầu ra để mình làm cái gì đó, mình ghi chữ lên hoặc là như thế nào, hoặc là các anh chị muốn xóa cái phần đó đi. Như hồi nãy em Lịch tắt là để em Lịch làm phần định dạng. Ví dụ như đây. Đây là các anh chị cứ mở. Rồi các anh chị muốn tắt cái đoạn video của mình ra, các anh chị nhấn dừng lại. Sau đó vô cái phần chỉnh sửa đầu tiên, cái kéo này các anh chị, kéo đây. Sau đó các anh chị chọn chữ tắt đầu tiên ra, tắt. Đó, thì cái video này tắt ra, một là các anh chị có thể xóa nó đi, nhấn vào đây, để các anh chị bấm chữ xóa. Hai là các anh chị muốn chỉnh sửa cho nó khác với lại cái phần cái chỗ khác á, khác cái chỗ phần mình không cắt á. Thì các anh chị nhấn vào, sau đó các anh chị sẽ chọn có rất là nhiều trong này, tùy chỉnh hướng dẫn nè, rất là nhiều luôn, các anh chị có thể thay đổi nha. Rồi thì bây giờ chương trình của mình nó đến 6:30 rồi đó. Thí Kiều ơi, Thí Kiều có thể kết thúc chương trình giúp chị Lịch nha. À mà nếu mọi người có gì không hiểu thì có bản record thì có thể xin lại về bên phía ban tổ chức nha. Em phải chở con đi học cho nên chúng ta sẽ kết thúc Zoom tại đây nha cả nhà. Cảm ơn chị Thanh Lịch rất là nhiều. Chia sẻ với các anh chị đó là cái cách mà các anh chị muốn làm tốt nhất video đó là
vượt qua cái nỗi sợ của bản thân mình và làm đều đặn nó mỗi một ngày. Chị Thanh Lịch cũng đã vừa chia sẻ với các anh chị về cái cách cơ bản nhất để các anh chị có thể làm một cái video. Tuy nhiên thì về mặt kỹ thuật thì anh cho rằng nó không phải là quá khó. Và cái vấn đề quan trọng là chúng ta có thật sự là nghiêm túc để mà làm video hay không. Bởi vì là khi mà các anh chị sẽ để ý một điều đó là để tránh cái việc là bài viết của các anh chị mất tương tác. Và các anh chị muốn tăng cái tỷ lệ tiếp cận đối với lại cái bài viết của các anh chị ấy, thì một cái cách tuyệt vời nhất đó là làm video mỗi một ngày. Và mình sẽ luyện, nếu như anh chị nào mà muốn vượt qua cái nỗi sợ làm video thì bản thân các anh chị bằng một cái cách như sau, đó là các anh chị hãy đứng ở trước gương và các anh chị tự phải nhìn cái cơ mặt, cái biểu cảm của các anh chị, sau đó là mình sẽ điều chỉnh. Thế còn về kịch bản, thật ra thì nó cũng không có gì là khó lắm với cái phần kịch bản á. Thì các anh chị muốn thì buổi sau nữa thì anh sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách chị có thể làm cái kịch bản đơn giản để các anh chị có thể là bắt tay ngay vào làm video. Một lần nữa thì rất là cảm ơn ban tổ chức đã dậy rất là sớm để có thể là mở ra cho chúng ta một cái buổi Zoom rất là tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay. Rất là cảm ơn chị Thanh Lịch đã dành cái thời gian quý báu để có thể hỗ trợ đồng hành với các anh chị. Thế thì các anh chị cũng đã đến giờ làm đúng không ạ? Có anh chị nào mà có cái một hai câu hỏi nào nữa thì anh có thể hỗ trợ thêm nha. Và nếu như các anh chị không có cái câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc Zoom ở đây và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái buổi Zoom tiếp theo. Chúng ta có thể là mở mic để có thể là gửi đời những cái lời chào buổi sáng cùng với nhau để tạo năng lượng cho nhau nha các anh chị ha. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Anh nha sẽ tắt Zoom nha mọi người ơi. Chúc cả nhà có một tuần mới đến năng lượng nha. Cảm ơn anh, cảm ơn Linh, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn chị An, cảm ơn các anh chị ha. Chúng tôi đăng một cái video trên cái cá nhân của mình. Đó, thì các anh chị có thể nhìn thấy đó là muốn bài viết của các anh chị đỡ mất tương tác và nó tăng cái tỷ lệ tiếp cận lên thì các anh chị hãy chịu khó làm video nhá. Rồi, và nhớ là các anh chị có thể là chúng ta có thể chưa giỏi làm những cái video về sản phẩm ấy, thì các anh chị hãy làm những cái video truyền cảm hứng, những cái câu chuyện hoặc là đôi khi là cảm xúc của các anh chị. Chúng ta sẽ làm video tốt nhất trong khoảng thời gian khoảng 2 phút rưỡi đổ về các anh chị nhá, là cái khoảng thời gian đẹp nhất để làm một cái video. Còn nếu mà theo quan điểm của anh thì nó dựng những cái video mà các anh chị mới làm ấy thì nó sẽ rơi khoảng 1 phút là đẹp nhất các anh chị ha. Rồi, và cái cách tốt nhất là chỉ có làm thôi các anh chị ạ. Chúng ta có thể chưa là hoàn hảo lắm nhưng mà cần để hoàn thành ha mọi người ha. Rồi ok. Cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị các buổi tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Chào cả nhà. Mỗi ngày mình đăng được bao nhiêu video đó anh?